天身体贴近，深深爱那用运。假使心声听到，你会否舍弃告别，埋没我心深刻的教训？仿佛对你抹恨，怎么投入到凌晨难就寝？天色不必再暗，仿佛这叫命运。毕竟当天你也会有心舍弃辈分，营造气氛，怎么不陪衬？苦海里也自问，兜兜转转碰到某某君，仍愿意等日未他落而分开，仍能记载。当天原来伤心何来？心根本依然重你梦，幸而有爱，原来精彩才能记载。当天何来伤心阻大门外？Má, uống trà. Hiếm khi cả nhà được đoàn tụ. Lão gia lớn tuổi còn có con trai. Tưởng là sẽ được an hưởng tuổi già. Tại sao? Tại sao trời lại quá nhẫn tâm bắt ông đi? Má, đừng mà má. Phải đó má. Nếu như ba biết được má như vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm. Má lớn, bây giờ quan trọng nhất là lo xong hôn lễ cho ba. Có việc gì xin má cứ phân phối. Dù sao lúc trước lão gia tại Nam Kinh cũng là người có danh tiếng, má không mong gì hơn, chỉ mong được quá nghèo nàn, đơn giản chút cũng được. Má nghĩ lão gia ở dưới suối vàng chắc cũng sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta không có thân nhân bạn bè gì nhiều, nhưng bất luận thế nào mình cũng phải phát tang, để những người cố lộng tiễn lão gia đến đoạn đường cuối. Chị hai, chị tính sao? Chúng ta có bao nhiêu tiền để làm đám tang? Chị đã có tính qua, dù cho quan tài bình thường nhất cộng thêm những tiền lặt vặt khác, tiền lương của chúng ta cộng lại cũng không có đủ. Vậy làm sao? Nhưng mà không ngại, má nói tất cả đều có thể đơn giản, coi có biện pháp nào tiết kiệm hơn không? Tuy là chị cả nói như vậy, nhưng mà có thể hiểu được, chị cũng muốn được tiện lâu dài một cách long trọng. Bình An, em quen thân với Hiếu Nghĩa hay là hỏi anh mượn? Phải, anh Hiếu Nghĩa có thể giúp chúng ta. Nhưng mà làm vậy thì không tốt. Chuyện vui thì không nói gì, chuyện buồn thì e rằng không hay gì mấy. Hơn nữa cho dù Hiếu Nghĩa chịu, nhưng còn Tùng Điền Nghệ chưa chắc gì bằng lòng. Đừng có làm Hiếu Nghĩa phải khó xử. Vậy thì chưa chắc, chưa có thử qua làm sao biết. Chị Tư à, chị đang làm gì đó? Chị Tư. Mà Tư, mà coi. Nó giết cái gì? Nó cảm thấy nó đã hại chết ba của nó, bây giờ muốn bù đắp lại cũng bù đắp không kịp. Chiêu Nghi, ngoan, đừng có giết nữa, đi ăn cơm. Chiêu Nghi, ăn cơm trước đi chị Tư. Phải đi Chiêu Nghi, mau đi ăn cơm. Mặt của em dơ quá, hay là đi rửa mặt rồi ăn cơm. Phải, đừng giết nữa, ra ngoài. Đừng giết nữa. Thật ra cái chết của ba đâu có liên can gì tới chị Tư. Nói thì cũng đã nói qua, khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay. Mai mốt còn phải lo đám tang cho ba nữa, con sợ nó sẽ chịu không nổi. Vậy phải làm sao? Đâu có trách được. Lỡ như chị Tư làm chuyện khờ dại, không biết chị sẽ làm ra cái gì nữa. Hay là chị ba à, mình đưa chị Tư tới trường nghỉ học ở một thời gian. Nghỉ học? Dạ phải, chỗ đó có cư xá lại có chức viên, ban đêm sẽ có người lo được cho chị Tư. Đợi lo xong đám tang của ba thì hãy rước chị trở về. Bình An, còn chưa ngủ à? Đang nghĩ về chuyện của đám tang. Cũng có ít nhiều.
Bình An, nếu như họ Hiếu Nghĩa để mượn tiền là một chuyện khó xử, hay là cứ đơn giản mọi việc, mà nghĩ là mọi người chắc cũng sẽ hiểu. Con Vinh Nghĩa đã không còn quan hệ, cho nên con sẽ không hỏi ảnh mượn tiền. Nhưng con nhất định sẽ làm một cái gì đó cho ba, và sẽ không để cho má lớn phải thất vọng. Như vậy là thế nào? Con muốn đi tìm Thế Chương để mà giúp tay. Má đừng nói cho má lớn và mọi người biết. Con vô trong trước. Bình An, giữa con với Hiếu Nghĩa đã xảy ra chuyện gì hả? Mình đã là người một nhà, có chuyện gì thì cứ nói, đừng có nên ngại. Chuyện gì cũng có phương cách để giải quyết. Ma Tư, thiệt là không có chuyện gì. Chỉ biết bây giờ người con yêu không phải là anh Nghĩa, mà chính là ông Phan. Chỉ đơn giản như vậy. Khi nãy căn phòng ở cư xá đó tuy là đơn giản một chút, nhưng mà tôi đã quét dọn sạch, bây giờ sạch sẽ lắm. Cảm ơn cô nhiều. Chị Tư của cô, có phải vì Cố Lao Gia đã qua đời mà chịu không nổi đa kích? Dạ phải, nên đưa chị đến cư xá ở một thời gian, mất công ở nhà thấy được là nhớ chuyện cũ. Ừ. Chị Tư, tạm thời thì chị hãy ở lại nơi này, đồng sự của em sẽ săn sóc cho chị. Giờ đi. Cô thế nào? Nhà có sao hay không? Ông đã biết hết. Đêm qua tôi về tới nhà, không có thấy cô và Chiêu Nghi. Tôi đoán được nhà của cô có chuyện. Đừng quá đau buồn. Thật ra lần này tôi tới là có chuyện muốn nhờ ông giúp cho. Đem qua bộ kế toán để lấy tiền. Tôi biết ba là muốn làm đám tang cho ba có được một chút, cho nên tôi biết. Không đủ cứ lên tiếng. Đã đủ lắm. Xin làm phiền ông, sau này có tiền tôi sẽ trả lại mau. Chuyện của sau này hãy nói. Bây giờ tôi biết cô bận nhiều việc, tôi không giữ cô. Nếu có cần gì cứ cho tôi biết. Thế nào, khi nãy tôi múa có được không? Biểu diễn rất là hay. Tôi vừa mới thấy bạn gái của ông đi về, tại sao không bỏ thêm thời gian ở với cổ? Người ta đã khổ lắm rồi, không những mất bạn trai, ba của cổ cũng mới qua đời. Đừng có lấy người ta ra để mà cười. Tôi rất thông cảm tâm trạng của cổ. Năm xưa cha mẹ của tôi cũng bị Nhật quân giết chết. Hả? Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để ổn định tinh thần. À, xin lỗi, tôi vẫn tưởng ba má cô còn sống. Không sao. Dạo này nhà của Bình An nó xảy ra quá nhiều chuyện. Dù gì anh cũng là bạn trai hờ của cổ, hãy bỏ ra chút thời gian quan tâm. Tôi biết. À phải rồi, lễ gì mà vui quá lại tập bài vũ mới. Hôm nay là ngày tròn một năm từ ngày tôi quen với Tùng Điền Nghệ. Tôi chỉ thuận miệng mà nói là mở tiệc để ăn mừng, thì ông đã tức khắc nhận lời. Vậy ông rất là coi trọng cô. Tốt lắm, công lao của chúng ta không uổng. Bây giờ cô là người đàn bà quan trọng nhất bên cạnh ông, từ nay làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Y Bình, tiếp tục cố gắng. Tôi biết, hãy yên tâm. Cạn ly.
Mời. Cô Dặn Tề đã qua đời. Tại sao như vậy? Làm người thì có nhiều cái không ngờ được. Cô lão gia tên sức khỏe không được tốt, nhưng không có lý nào đột nhiên lại qua đời. Không lẽ vì chuyện của Phan Thế Chương và Bình An, ông chịu không nổi đã kích? Có nghiêm trọng như vậy không? Lâu nay cô lão gia không thích Phan Thế Chương, hắn là người bất chấp thủ đoạn, đâu có lý nào Bình An đột nhiên là bạn gái của hắn chứ. Thật là chuyện cảm tình khó mà nói được. Một khi đã yêu nhau thì đâu cần phải nói lý do. Không có. Sao Bình An lại đi yêu Phan Thế Chương? Chuyện này nhất định là có bí ẩn. Nếu như con có điều nghi ngờ thì lập tức đi hỏi Bình An. Biết rõ để không tốt, vậy luôn tiền đi phóng đi cho cô lão gia. Về chuyện này thì anh đã biết rõ. Anh có định đến dự tang lễ hay không? Dù sao tôi với cô lão gia cũng từng quen biết. Trên mặt tình hệ lý, tôi phải đến thắp một nén nhang. Nhưng mà quan hệ với anh và cô Bình An chỉ đốt nhang không thôi thì là không đủ. Ý của thiếu tá là cô Bình An là bạn gái của anh, vì muốn đổi bật quan hệ của hai người, anh phải lấy thân phận của con rể tương lai để bày tỏ tấm lòng. Bình An bày tỏ lập trường một cách rõ ràng như vậy vẫn chưa đủ à? Chưa đủ. Nếu như muốn thắng một trận chiến thì tuyệt đối không thể sơ suất được. Nếu quan hệ giữa anh và Bình An vẫn chưa có nổi bật thì Hiếu Nghĩa sẽ không bỏ rơi. Thế nào, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, tôi nhất định sẽ làm cho coi được. Ông chắc chắn hài lòng. Đừng có quá đau lòng. Rất cảm ơn ông. Nếu không có chuyện gì khác, tôi vô trong. Bình An. Anh có chuyện muốn hỏi em. Tuy anh biết bây giờ không phải là lúc, nhưng nếu không hỏi sẽ không có cơ hội. Xin cứ hỏi. Anh muốn hỏi em, có phải em thật lòng yêu Phan Thế Chương hay có điều gì khổ tâm? Em không có điều gì khổ tâm. Em nói lão. Anh chơi với em từ nhỏ tới lớn, tính của em ra sao anh biết rõ. Không lý nào em đi yêu Phan Thế Chương, chắc chắn là có vấn đề. Không có. Có, nhất định là có, nói đi. Được, em nói. Em thật lòng thật dạ để yêu Phan Thế Chương. Không đâu, em nói lão. Em nói anh lại không tin, anh muốn em phải làm sao? Bình An, anh đã quen em 20 mấy năm, anh coi em như là người thân. Nếu em có điều gì bực tức hãy nói cho anh biết, dù mất mạng anh cũng sẽ bảo vệ ra mặt cho em. Không cần. Sao lại không cần? Anh đã hứa cho em lo cho em suốt đời và bảo vệ em. Đây là lời hứa của anh, anh đã nói ra nhất định sẽ làm được. Anh nói lo lắng cho em, bảo vệ em cũng vì lời hứa này. Phải, Nam Nhi đại trượng phu đã hứa phải giữ lời. Không có nguyên nhân nào khác. Không có nguyên nhân nào khác, muốn lo lắng thì phải lo lắng thôi. Sao vậy? Bộ anh nói sai à? Không phải, anh không có nói sai. Anh nói rõ ràng lắm. Nhưng mà anh không cần phải vì muốn giữ lời hứa này mà tự trách mình. Chính em tự bỏ rơi, không muốn anh lo lắng. Em yêu Phan Thế Chương, hắn có cái gì tốt? Chuyện tình cảm khó có thể nói được. Em thay lòng là em có lỗi với anh. Anh hãy quên lời hứa của mình. Xin chào. Cố phu nhân, tôi có việc xin phép về trước.
Dù sao Hiếu Nghĩa cũng có hôn ước với em, dù là chưa thành thân, nhưng theo tình lý thì cũng nên ở lại lâu một chút mới đúng hơn. Phải, dù gì cũng là con rể tương lai. Đây không phải là chuyện Dư buồn gì, mà nghĩ chắc Tùng Điền Nghệ không thích cậu tới đây. Vậy cũng đúng, nhưng mà cũng nhờ cậu ấy cho nên lão gia mới được lên đường long trọng như vậy. Bình An, sau này con là con dâu của người ta, nhất định phải đối với Hiếu Nghĩa tốt một chút. Con biết mà lớn. Lão già, tôi thiệt có lỗi với ông. Xin lỗi cô phu nhân, tôi đến trễ. Cảm ơn ông. Ôi hả, cổ lão già ơi, cổ lão già, sao ông bỏ đi sớm vậy? Tôi là bạn với ông, tôi thấy tiếc cho ông quá. Cô phu nhân à, xin bà đừng đau lòng ha. Cảm ơn. Ây da, Thế Trường, anh thì không phải, dù sao đi nữa cũng là con rể của cố lão già, tại sao lại đến trễ vậy chứ? Ông Nhiếp, nếu ông tới cúng bà của tôi, chúng tôi sẽ cảm ơn ông. Còn nếu không phải, làm ơn đi ngay. Yên tâm, tôi nói hai câu thôi. Tràng Hoa, sao có thể để ở đây được? Dù sao cũng là bà con của cố lão già, để ở đây mới đúng nè, để trật chỗ rồi. Bác trai cố Dạng Tề qua đời, bạn của Bình An là Thế Chương xin phúng điếu. Ai mà giết như vậy, muốn lợi dụng tên của Bình An? Phải, tại sao lại giết bạn như vậy? Ông Phan, xin ông hãy đem vòng qua con về đi. Vậy không được đâu cố phu nhân à, đây là chút ít lòng thành của Thế Chương. Thế Chương, anh cũng thiệt là, anh với cố tiểu thơ đã ấy với nhau rồi, tại sao chỉ giết là bạn thôi, đáng lý phải giết. Nha, phụ cố Dạng Tề quá cố, con rể Phan Thế Chương lại tiễn đưa. Nhiếp Quang Sơn, nói vậy không đúng à? Bây giờ anh ở chung với cố tiểu thơ rồi, không phải là con rể à? Không lẽ muốn chối? Ông đừng có nói bậy. Có thật hay không? Phải chị Ba, chị lên tiếng đi, đừng để cho hắn ta nói xấu chị. Bình An, má hỏi con có phải thật như vậy không? Mà lượng, cố phu nhân, bà không có cần phải giận. Cố lão gia bây giờ song hỷ lâm môn, đứa con lớn thì đã là tình nhân của ông Phan đây rồi, còn đứa nhỏ Chiêu Nghi từng bị lính hoàng quân hiếp dâm, đáng lý là phải nói được sủng ái qua mới đúng. Hai chuyện đáng mừng. Cố lão gia, ông đi cũng nên vui vẻ. Ông đã nói đủ chưa? Nói đủ chưa? Được, tôi đi. Thế Trường, lần sau cố gia nếu có đám tang nữa thì anh nên cho cố tiểu thơ mượn tiền nhiều một chút, đừng có làm ra vẻ nghèo nàn như thế này, coi không được. Nếu không có đủ tiền tôi cho mượn. Lời của Nhiếp Hoàng Sơn nói có đúng không? Như vậy có nghĩa là phải. Chị cả, má đừng có làm vậy. Con thiệt làm cho má tức chết. Chị cả, má lớn, má, chị cả, má là chị má, má lớn. Đừng uống nữa. Con muốn thêm một lát. Đàn ông của dân tộc Đại Hòa không phải là yếu đuối như vậy.
Lỗi không phải là của con, mà là người đàn bà thay lòng đổi dạ. Con uống say với một người đàn bà, con đáng hay không? Con không biết. Thời gian sẽ làm lãng quên đi. Vài năm sau con cảm thấy là chuyện của ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Nếu mà con cảm thấy đau khổ thì hãy tạm thời rời khỏi Trung Quốc, thay đổi hoàn cảnh, con sẽ dễ chịu hơn. Con hãy suy nghĩ coi, quyết định thế nào cho bà biết, bà xếp đặt cho con. Con đi đi, Cố gia không hoan nghênh con đâu. Má, Cố gia không có đứa con gái như vậy. Con đã biết rõ Phan Thiết Chương là người thế nào mà còn gần nó. Con quả thật làm nhục gia môn, là mất mặt cả nhà. Má, có lẽ Bình An có điều khổ tâm. Má hãy nghe chị ba giải thích đi. Bình An, em hãy mau nói. Phải đấy chị ba, cả nhà chúng ta đã từng trải qua nhiều gian khổ, có điều gì mà không thể nói ra được? Vì nghĩ là không có. Thật ra là con ham mê danh lợi, tự mình sa đọa, có phải không? Con không thấy có lỗi với lão già, không thấy có lỗi với người cha đã chết hay sao? Chị cả, xin đừng có như vậy, hãy giữ gìn sức khỏe. Tuy là Bình An có lỗi, nhưng nó đã vì Cố gia làm rất nhiều việc. Em không cần nói nữa, má không muốn thấy mặt của con. Con đi đi, đi. À, chị cả. Má, chị sao rồi? Má, má, nè, má nói chị cả sao vậy? Má lại đi. Uống miếng trà đi. Cảm ơn. Chuyện của hôm nay, tôi xin lỗi cô. Thiếu tá Tùng Điền kêu em làm vậy? Ông muốn hiểu nghĩa phép của anh cô. Cho dù không có chuyện này thì tôi cũng sẽ quên anh Nghĩa. Vì ảnh không bao giờ yêu tôi. Tại sao lại nói như vậy? Ảnh gần gũi tôi hoàn toàn là vì trách nhiệm. Tuy tôi không biết cái gì gọi là tình yêu, nhưng tôi tuyệt đối cảm nhận ra được anh đối với tôi chỉ là trách nhiệm. Nhiều khi cảm giác là sai lầm. Tôi đã có từng trực tiếp hỏi ảnh. Chính miệng của anh nói, ngay cả chính ảnh cũng không biết anh đối với tôi như một đứa em gái. Có nhiều lúc trách nhiệm cũng biểu hiện một tình yêu. Ông nghĩ như vậy? Nếu như vì vậy mà bỏ rơi, cô không cảm thấy tiếc à? Tôi cũng tưởng giống như ông nghĩ, nhưng thật ra là không phải. Vì giữa hai chúng tôi không có tình yêu thật sự. Trái lại bây giờ tôi lo lắng cho má lớn của tôi. Hy vọng bà đừng vì chuyện của tôi mà bị đả kích quá lớn.
đã nói là sau cơn mưa trời lại nắng. Sẽ có một ngày họ hiểu được khổ tâm của cô. Hy vọng là như vậy. Tôi về phòng trước. Đưa Thiên Hữu đi học à? Phải. Luôn thì tôi đưa cơm tới cho Chiêu Nghi và Ái Nghi ăn. Hiếu Nghĩa, cậu cũng được khỏe à? Sắc mặt thì là tái. Không phải, đêm hôm qua ngủ không ngon. Vì chuyện của Bình An. Thật ra Bình An có thể chọn lựa. Đương nhiên tôi biết, tôi cũng biết là Bình An có thể chọn lựa. Nhưng mà tôi nghĩ hoài không thông, sao đột nhiên lại thay đổi mau quá đi yêu Phan Thế Chương? Bất cứ chuyện gì cũng có thể có lý do. Lý do này tôi không thể chấp nhận. Cô không có lý do nào đi yêu Phan Thế Chương. Tôi không cam lòng. Chuyện tình cảm có lý do để nói hay sao? Vì muốn tìm hiểu lý do sự thật của Bình An mà suốt đời cậu sẽ không cam lòng, không chấp nhận, khăng khăng giữ cái suy nghĩ của mình. Thật ra ngoài tình yêu còn rất nhiều chuyện khác rất có ý nghĩa để đi làm. Thí dụ như cậu bây giờ mở trường học, cậu cũng đâu có muốn các học sinh của cậu giống như là cậu vừa gặp phải lầm lỗi gì thì chán nản và thất vọng. Hãy làm một cái gương tốt, đừng có để mọi người phải thất vọng. Thu xếp cho cẩn thận, tất cả đều là những cái mà ba con thích, đừng làm bể. Má, má nghĩ đồ này để ở đâu? Để ở đâu cũng được, đừng để Chiêu Nghi nó thấy thì nó lại nhớ tới ổng. À, chị cả, em về tới. Chiêu Nghi đã đỡ nhiều chưa? Bây giờ nó bắt đầu ăn cơm, nhưng mà em nghĩ tạm thời khoan hãy đem nó về đây. Má à, nghiên mực này thủ công rất là tinh xảo, con chưa bao giờ thấy qua. Cái này là gia truyền chi bảo, là ông nội đã để lại cho ba con. Đáng lý thì ông nghĩ là... Có phải ba muốn để lại cho Bình An? Đức Nghi, con hãy trở về hãng gạo xin nghỉ việc làm, đi tìm việc khác đi con. Sao cái không lại từ bỏ việc làm? Má không thích con gần gũi với nó nữa. Thiệt vô liêm sỉ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sau này coi chừng nó dạy hư con luôn. Chị cả, Bình An không phải là người như vậy. Việc nó làm nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên là có, ham mê danh lợi. Chị biết là con sẽ không bỏ công việc làm này. Này chị cả, với tình thế bây giờ không nên nóng nảy. Dù muốn từ chức cũng để cho Đức Nghi tìm được việc làm khác. Chị biết là càng sớm càng tốt. Chào bà Xui. Chào bà Xui. Anh hai, chị hai. Đang dọn dẹp à? Phải. Mà ngồi, rót trà đi con. Dạ khỏi bà Xui, chúng tôi vừa mới qua đây mua vài cái áo cho Thiên Mệnh, luôn tiện tới đây thăm nó. Thiên Mệnh đâu? Nó ở trên lầu. Mình lên trển thăm nó. Đúng. Anh coi nè, nó thiệt dễ thương ha. Nó dễ thương thiệt. Phùng à, anh có chuyện muốn thương lượng với em. Chuyện gì? Bây giờ cô lão gia đã qua đời, em có ý định gì không? Em có ý định gì hả? Nuôi lớn Thiên Mệnh thôi. Nguyệt Phụng à, em làm người phải biết thích ứng với thời cơ. Lúc trước nhà của cố lão gia có tiền thì ở lại, bây giờ ngày nào cũng ăn cơm với muối, em chưa có cực khổ qua. Em phải suy nghĩ cho bản thân của mình. Chị hai, em không hiểu lời của chị nói. Bây giờ em còn trẻ như vậy, không lẽ là ở quá suốt đời sao? Anh hai thì luôn nghĩ cho em. Dạo này thì anh có quen một ông chủ, ông cũng đã 60 mấy tuổi, sức khỏe thì tệ lắm. Em nghĩ coi, nếu mà em lấy ông đó thì không bao lâu ông sẽ quy tiền. Vậy thì nửa đời sau của em khỏi cần phải lo. Còn nữa, về bên chị cả của em thì không cần lo, anh chị nhất định sẽ có cách để giải quyết. Hai người có nhân tánh hay không? Lời như vậy mà cũng nói ra được. Nè, Phụng à, thật ra thì em đâu có thích cô lão già. Bây giờ cơ hội để mà em rời khỏi cô già không tốt sao? Phải, tôi không có tình cảm gì với cô lão già, nhưng mà ông đối với tôi thì là không tệ. Không có giống như hai người bán tôi hết lần này tới lần khác, coi tôi là cây đẻ ra tiền. Tôi là em gái của anh, anh có hiểu cho cảm tưởng của tôi hay không? Lại có vấn đề gì? Không nói đến tình thì nói đến tiền. Đi đi, hai người tới khác hay đi đi.
Tôi không muốn nhìn thấy hai người. Người Phụng, anh của em nói như vậy cũng đi. Chị... Sao còn không đi? Đi đi. Em giỏi đó. Bây giờ đủ lông đủ cánh, không còn nghe lời anh nữa. Đi. Chú Cầu, làm phiền chú. Gạo cần phải chất lên xe gấp. Chú có thể giúp hay không? Chú làm ơn ra tay giúp giùm. Không phải nhiệm vụ thì không cần làm. Tôi chỉ quản lý kế toán, tôi đâu phải là công nhân thuê giác. Kêu giác gạo hả, tôi giác không nổi. Chú Cầu, chú làm ơn. Ừ, bình thường cũng có hơi có sức mà. Sao cô lại không làm? Tôi cũng muốn, nhưng mà công nhân nói là tôi không đủ sức. Tôi chỉ biết tính tiền. Còn những chuyện khác, khiên giác giác, nịnh bợ ông chủ, có chút quyền thế rồi làm vết, tôi không biết làm. Kiếm người khác làm đi. Ông chủ. Xin lỗi, tôi đi câu gạo. Ông chủ. Đám công nhân ăn hiếp cô? Đâu có, chỉ còn thiếu có một chút, lát nữa sẽ xong. Không cần phải gạt tôi, cô nói láo thật là dở. Chú Cầu. Hả? Nhị tiểu thư có nói gì hay không? Thì tới luôn chỉ là hai câu đó. Kêu tôi giúp tay cho cổ hả? Thì tôi ghét nhất là ý quyền ý thế. Chú Cầu à, chúng ta là hạ nhân, đừng để quá nhiều. Làm xong trách nhiệm của mình trước đi. Sợ gì chứ, cũng chỉ là bốn chữ thôi. Ham mê giành lợi. Chú Cầu à, đừng có nói nhiều quá. Chú Cầu, dù Bình An có gần gũi với ai cũng không liên hệ tới chúng ta. Chú kêu anh em cố gắng làm việc sẽ tốt hơn. Trước 3 giờ thì cần phải giao hàng cho khách đó. Cô yên tâm, dù cho ông có đuổi hết tất cả mọi người, cũng không đuổi cô tình nhân bên cạnh ổng. Nói đúng lắm, tôi sẽ không đuổi Bình An, trái lại còn thăng chức. Bắt đầu từ hôm nay, Bình An là chủng què ở đây. Ngoài từ tôi ra, tất cả mọi người phải nghe lời của cổ, phân phối việc cho họ. Làm phiền các vị khiên gạo lên xe giùm. Làm việc. Ra lệnh người ta làm việc phải lớn tiếng một chút. Ông làm kiểu này tôi sẽ càng khó xử hơn. Họ không phục cô. Vậy được, tôi thăng chức cho cô làm quản lý. Thôi đừng. Được rồi, tôi biết tôi phải làm sao. Chỉ cần đối với việc, không cần đối với người. Xử lý phải quả quyết, biết chưa? Cô không ngủ được. Tại sao khi không lại xảy ra quá nhiều chuyện? Thì coi như một sự rèn luyện. Tới lúc lớn tuổi rồi, cô sẽ rất hãnh diện, có nhiều kinh nghiệm sống. Tôi thì không muốn có những kinh nghiệm sống. Tôi mong được sinh sống một cách đơn giản hơn. Cô nhìn mọi việc một cách quá phức tạp. Tôi thiểu cũng phức tạp hơn đời sống bình thường trước kia của tôi dưới quê. Từ lúc đó chúng tôi thiệt nghèo lắm, nhưng mà đơn giản hơn. Tôi chưa bao giờ từng bị mất ngủ. Dù lúc còn nhỏ ông trời sấm sét không ngủ được, tôi chỉ cần ngửi cái gối làm bằng hoa cúc của má tôi làm, vậy là tôi sẽ quên hết mọi chuyện, không lâu sẽ ngủ được. Gối hoa cúc người Nam Kinh thích dùng nhất. Má của tôi là người Nam Kinh, bà còn bỏ thêm trà cùng với thủ tử. Tôi có thể tịnh tâm tịnh trí, dù trời có gầm lớn cách mấy tôi cũng có thể ngủ được. Sau khi thảo luận vấn đề này nhiều lần, Bộ Tư lệnh tối cao đã quyết định giao khách toàn lực để thi hành quy chế quân phiếu. Về phương diện Nam Kinh có tôi phụ trách, cho nên tôi hy vọng tất cả hãy giúp tay cho tôi. Thiếu tá Tùng Điền, tôi quen công tác tuyên truyền, về phương diện này thì có thể nói tôi rất thông thạo. Tôi cảm thấy một khi chế độ quân phiếu được áp dụng thì cảm giác quy thuộc của người Trung Quốc đối với hoàng quân khẳng định sẽ được gia tăng. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nên sớm phát hành quần phiếu, lấy quần phiếu làm quy định tiền tệ. Xin lỗi các vị, tôi không đồng ý việc cưỡng chế sử dụng quần phiếu. Ông nói gì nghĩa là sao? Tức là
nếu quyết định chúng tôi là sai lầm mà. Hả? Phan Thế Trường, thật ra ông không có lòng trung thành với Hoàng Quân. Vừa rồi nhìn thấy là biết, chế độ quân phiếu đối với Đại Nhật Quân mà nói là có lợi chứ không có hại. Ông có ý kiến gì? Bây giờ Đồng Phật Lăng được thông hành khắp toàn quốc và cũng được xã hội quốc tế nhìn nhận. Nếu như đơn phương cưỡng chế sử dụng quân phiếu, như vậy phản ứng đầu tiên của dân chúng là sẽ rất hoảng sợ. Họ sẽ cất giấu hết Đồng Phật Lăng đang có trong tay và sẽ không dùng quân phiếu. Như vậy chúng ta sẽ không đạt được kết quả như dự định. Điều này ông đoán thôi. Phan Thế Trường tiếp tục nói. Thật ra muốn khống chế thị trường kim dung của Trung Quốc không cần thiết phải áp dụng cấp tiến. Kinh tế của Trung Quốc càng lúc càng hạ thấp, vật dụng lên giá, lão bá tánh sẽ cảm nhận được Phật Lăng ở trong tay đã mất đi sức thu hút. Tới lúc đó chỉ cần truyền thông một cách thích ứng, nói cho họ biết về cái lợi của việc dùng quân phiếu. Như vậy họ sẽ tự nhiên lấy Đồng Phật Lăng trong tay để đổi lấy quân phiếu của mình. Thiếu tá Tùng Điền, Phan Thế Trường nói miệng không có bằng cỡ, đừng có nên tin. Nếu như hắn có lòng tận trung với Đại Nhật Bổn thì tại sao lại không tán thành việc quân phiếu? Hắn ngồi được cái chức này hoàn toàn là muốn dơ dét vì lợi ích mà thôi. Ý ông muốn nói ông nghĩ tới lợi ích của Đại Nhật Bổn và cũng sẽ liều mạng vì Hoàng Quân, có đúng như vậy hay không? Đương nhiên. Các vị, ngày 20 tháng 3, công ty giải trí Cảnh Đích đã ký hợp đồng với Nhiếp Hoàng Sơn quay bộ phim Dòm Trời của Đại Hòa. Ngày 21 tháng 6, công ty giải trí Cảnh Ích đã ký hợp đồng với Nhiếp Hoàng Sơn quay bộ phim Tiến Tới Không Thắng Không Trở Về. Còn ngày 9 tháng 8, công ty giải trí Cảnh Ích có được hợp đồng từ trong tay của Nhiếp Hoàng Sơn, đã có được hợp đồng bộ phim Đăng Lục. Phan Thế Trường, những điểm ông nói vừa rồi có liên quan gì tới đề tài hôm nay? Thiếu tá, người đứng tên của công ty giải trí Cảnh Ích tên là Thẩm Thanh My. Thẩm Thanh My là tình nhân của Nhiếp Hoàng Sơn. Theo như tôi biết, chi xuất của ba bộ phim điện ảnh này đã nhiều gấp 3 lần so với con số thật sự. Vậy có nghĩa là có người bỏ vào túi riêng. Không biết có nên nói đó là sự tận trung với Đại Nhật Bổn hay không? Nhiếp Hoàng Sơn, điều này có phải thật không? Thiếu tá, tôi nghĩ đều có lẽ có hiểu lầm. Sao lại hiểu lầm? Tất cả chứng cứ đều có ở đây hết. Phan Thế Trường nói là chỉ có 3 điều, còn tất cả ở đây có 20 mấy điều. Sao lại hiểu lầm được? Bắt đầu từ hôm nay, ở Trung Bộ tuyên truyền, tôi kích chức của Nhiếp Hoàng Sơn. Tôi suy nghĩ kỹ là chế độ quân phiếu mà Phan Thế Trường đã nói, rồi tiến hành phương thức chậm rãi, gia tăng tuyên truyền để cho dân chúng Nam Kinh tự nguyện đổi quân phiếu. Vì công tác tuyên truyền cũng giao lại cho Phan Thế Trường phụ trách. Dạ, thưa ta. Cũng may là cô đã tìm được chứng cứ của Nhiếp Hoàng Sơn. Nếu không, sự kiện này không có được thuận lợi như vậy. Vậy anh nghĩ báo đáp tôi bằng cách nào? Nếu lần sau có cơ hội đứng trước tất cả các quan nhân nổi tiếng, tôi sẽ mời cô khiêu vũ. Được, anh phải nhớ. Nhưng mà không được. Hiện giờ cô là người của Tùng Điện Nghệ, còn tôi là một đại hán giang. Theo lệ mà nói, không nên phạm vào lỗi lầm để ảnh hưởng đến tiền đồ. Tôi nghĩ tôi đành mắc nợ cô. Được. Dù quân phiếu lần này, tôi tin tưởng đây chỉ là mới bắt đầu. Theo đà phát triển của cuộc thế thì Nhật quân càng lúc càng gấp, đẩy quân phiếu ra. Họ đã thật không nghĩ ra trận chiến lại kéo dài lâu như vậy. Bây giờ Sa Chân và Dũng Bùng chỉ còn cách lấy quân phiếu ra chống đỡ, hy vọng chống đỡ về kinh tế. Nhưng mà nếu như trận chiến trở nên ác liệt hơn thì họ sẽ cưỡng chế dùng đến quân phiếu. Nếu Nhật quân bị đánh bại, tất cả quân phiếu sẽ trở thành ví dụng mà thôi. Vậy là người chịu khổ vẫn là bá tánh. Lạc quan một chút, trận chiến này chúng ta nhất định thắng. Đúng, chúng ta không thể nào mất lòng tin với chính phủ. Y Bình, cô có biết ở Nam Kinh này chỗ nào có nhiều hoa cúc nhất hay không? Nơi có nhiều hoa cúc, có một nơi kêu gọi là Cúc Hoa Đài. Phải hả? Tại sao tôi không nghĩ ra vậy? Anh nóng lòng tìm hoa cúc đi làm gì? Giờ đâu phải là mùa hoa cúc. Tưởng tượng một chút. Tôi không sao.
Tôi muốn làm một cái gối hoa cúc cho Bình An. Dạo này cô ngủ không được yên. Nghe người ta nói hoa cúc có tác dụng tịnh tâm, dùng đi gối đầu sẽ không có thấy ác mộng. Về rồi à? Phải. Nè, tặng cho cô. Tặng cho tôi? Ừ, là gối hoa cúc. Chỉ cần lúc ngủ để nó gần đầu sẽ ngủ yên hơn. Cảm ơn. Thơm quá. Nhưng mà sao thủ công lại tệ như vậy? Phải hả? Thật là tệ. À, có lẽ những người rành nghề đã nghỉ nên thay người mới chào. À, để tôi đem đi đổi. Không cần, để tôi tự phân lại. À. Ý, tại sao cô áo của ông lại bị dơ? Vì sao? Ờ, phải hả? Còn nữa, áo của ông bị móc rách. À, có lẽ khi nãy ở qua chiên tôi bị móc rách đó. À, chắc không có gì. À, để tôi rót cô ly nước.